Dự án căn hộ chung cư Flora Anh Đào tọa lạc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư bởi tập đoàn Nam Long, hợp tác với hai nhà đầu tư bất động sản đã có lịch sử hoạt động trên 100 năm, đến từ Nhật Bản là Nishite Chư và Hankyu. Trong khuôn viên khu dân cư Nam Long 36 hectare đã hiện hữu. Phía trước là khu sân golf, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc quận 2, phía sau là nhánh sông Rạch Chiếc, rất mát và đẹp. Quy mô dự án gần 500 căn hộ, CND đã thiết kế thi công các hạng mục nhôm kính như cửa đi, cửa sổ, vách kính, vách tấm kính, lan can nhôm, v.v. Tại chung cư Flora Anh Đào, có tiện ích nội khu hoàn thiện đầy đủ để phục vụ cho cư dân. Với ý tưởng thiết kế theo phong cách Nhật Bản tinh tế và trang nhã, mỗi căn hộ được thiết kế phù hợp với xu hướng của không gian sống mới, mang tính hiện đại, hiệu quả cao. Sử dụng màu sắc đơn giản nhưng tươi sáng, giúp tạo cảm giác rộng rãi, thoáng mát. Cách bố trí thông minh và khoa học giúp tối đa hóa không gian sinh hoạt, tiết kiệm năng lượng và tận dụng được những ưu thế từ thiên nhiên như ánh sáng, gió trời và tầm nhìn ngoại cảnh, để gia chủ luôn cảm thấy thư thái và dễ chịu nhất. Xung quanh tòa chung cư trồng cây xanh giúp điều hòa không khí thoáng mát ngay bên trong nhà. Ngoài ra, gia chủ có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố năng động về đêm.